Đây thì bò công với các bác, là cái con này là con phượng hoàng đất, hay còn gọi là cái con rẻ cùi. Con này là loại dòng rẻ cùi tím. Thì con này tôi nuôi thì cũng được khá là lâu rồi, nó tầm nửa năm rồi. Thì ban đầu thì nó cái lông này nó không bị rụng đâu, mà không biết là một thời gian làm sao nó lại trụi húi như kiểu bị vặt lông đấy. Đấy đấy, bác xem quan sát đấy. Ngực nó lại không còn tí lông nữa luôn, lưng cũng bị rụng. Rất là lạ cái con này, mà ăn cũng vẫn ăn cám rồi thì thịt tươi bình thường. Cái con này thì được chú em ở Hòa Bình chú ấy tặng cho một đôi, thế nhưng mà nuôi một thời gian thì một con nó bị nó tuyệt thực, nó chết mất. Thế còn một con này thì không hiểu sao nó một thời gian rất là đẹp, đuôi dài, thế nhưng mà một thời gian sau thì cái đuôi này nó lại rụng mất hai cái đuôi dài, rồi là nó trơ ra, lông kia là cũng rụng hết, không còn cái nào. Nó rất là lạ, cái bệnh này không biết là cái bệnh gì, không biết là có phải là do ăn cám nhiều thiếu chất, hay là có một thời gian thì tôi đem tôi rốt nó ở trên tầng không quanh nắng. Đấy, không quanh nắng thì không biết là lý do gì mà nó lại bị như thế này. Đấy, rất là buồn cười, trông rất là lạ. Cái con này nó cũng dễ thuần, thế nhưng mà cái dòng này anh em nào bắt được ấy thì cũng rất là dễ thuần thôi. Bữa trước tôi về tụ thì cho ăn cà chua này, mới bắt về thì cho ăn cà chua, thế xong rồi là cho cám, chấm cám vào dần, cho ăn thịt, cắt miếng thịt ra vứt cả cám lẫn vào, thế là nó ăn hết luôn cả cám cả thịt cả cà chua. Mấy hôm sau ăn cám mà ăn tốn lắm, mọi này ăn kinh khủng luôn, nhưng mà nhìn rất là đẹp. Thế nhưng mà một thời gian thì cái lông đuôi dài của nó dài lắm, dài có hai cái dài như cần câu, xong rồi là tự nhiên nó lại rụng mất. Rụng mất thì giờ đến cái lông ngực kia cũng lại rụng, mà không hiểu là lý do gì. Loại này rẻ cùi tím rất là đẹp đấy, không biết bác nào đã từng nuôi cái loại này rồi đấy, thì cho em xin ý kiến là cái loại này xem là không biết là lý do gì. Chứ vẫn là khỏe mạnh lườn đấy các bác xem, lườn béo mũn luôn đấy, lườn béo mũn mùn đấy. Rất béo, rất khỏe mạnh. Được cái dạo này vào mùa hè cho nên là nó cũng không ấy, nông ná thì nó vẫn không ảnh hưởng lắm, chứ mùa đông như này thì khả năng chết rét mất. Rất là đẹp. Lâu nay rốt ở trên tầng nhiều quá nên giờ lợn nhát người. Nhát người. Nào lên Hòa Bình đi với chú em sẽ bắt lên đôi khác và nuôi. Không hiểu tại sao cái bệnh lạ thật, nuôi gà nuôi chim rất là nhiều rồi, nhà em nuôi chim rất là nhiều rồi, nhưng mà không hiểu tại sao lại giờ nó lại cách đây là gặp cái trường hợp này đầu tiên. Rất là có thể là không quanh nắng, và cái thứ hai là do ở cái chất lượng cám nó nóng quá sao. Chứ còn nếu mà thay lông thì nó lại cái lông thì nó phải ra cái lông khác chứ, cái này cứ trụi húi như kiểu mình vặn chuẩn bị thịt ý. Cười chim quả lạ thế. Chọc lóc béo mũn rất là béo, lạ thật. Nuôi loại này cũng rất là hay, kêu được rất là nhiều tiếng, các loại tiếng luôn. Nó bắt chước được nhiều loại tiếng lắm, kêu to, nhiều lúc cứ quẹt quẹt cả luôn, cũng hay. Mỗi tội là dòng này ăn cũng hơi tốn, mà nó nhát, mình bắt ngoài tự nhiên, bắt nuôi con loan cái chứ con già này nó cũng lâu thuần lắm. Nó thuần một thời gian để cách người ra cái là nó lại nhát. Thế một đôi đẹp lắm. Giờ thế này, biết là bác nào có cái
cái hướng giải quyết nào thì chữa được cái bệnh này thì giúp em tí. Con nhìn rất là đẹp, đầy đủ lông lá rất là đẹp. Bây giờ trụi húi trồng trăn đời thật. Chim quả trọng hồng lóc này, trồng toàn thịt là thịt, rất béo này, không có tí lông nữa. Này sắp mùa đông rồi, không biết là chống chọi kiểu gì đây. Phượng hoàng đất, da cùi. Da cùi cũng có mấy loại, da cùi xanh, da cùi tím, đẹp lắm, ngoài tự nhiên nhìn đẹp, mới về bắt về đẹp quá mà, giờ nông ná xong mình cười thật. Nhảy lên nhảy xuống. Loại này nó ăn rất là khôn. Nhiều hôm nó ăn cho thịt và âu cám cho nó ăn, thế nhưng mà nó bắt đầu là nó gắp hết thịt, nó dắt lên khe lồng. Đấy. Dắt hết lên khe lồng. Xong là thịt hết ở dưới âu, xong bắt đầu là cậu ta mới lấy ra ăn dần. Đấy. Thế thì giống này. Ăn cám thế, nhiều hôm là nó cứ gắp cám nó bỏ vào hết vào âu nước kìa. Xong rồi nó mút cả âu nước đấy, cả cám cả đấy. Con này nó ăn uống nó kỳ quặc thế. Mấy hôm nay cái cám, cho cái cám nhỏ nhỏ này thì nó không ấy được, không gắp thả vào âu nước, chứ không là nếu mà cho cái cám hạt to kia là nó gắp nó thả vào âu nước ngay. Thịt đấy, cho thịt mấy các thứ vào là bắt đầu là ăn không hết, là nuốt vài miếng xong bắt đầu là xuống gắp lên, dắt lên lan lồng xong cái lúc ăn hết ở dưới âu rồi thì bắt đầu rút ra ăn dần. Loại này nó khôn thật. Rồi, các bác nào biết cái bệnh này nó như thế nào thì giúp em với nhá. Rồi, em cảm ơn, chào các bác nhé.